Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc cả nhà ơi. Hôm nay là buổi trưa của ngày 16 tháng 11 năm 2024 và con vừa cập nhật được một nội dung thông tin cũng có thể gọi là rất là đáng quan tâm để mà con chia sẻ đến cô chú anh chị cũng như là quý Phật tử trong ngoài nước. Cả nhà ơi, thông tin này cực kỳ chấn động ha, thông tin này rất là hay. Cả nhà vừa thì chắc có lẽ là nghe cái thông tin này rồi về vấn đề là những cái kênh truyền thông của chị Hai đó thì luôn luôn lúc nào nếu mà tìm mọi cách để vu oan giá họa hoặc là làm mất đi sự uy tín của gia đình sư Minh Tuệ cũng như là sư Minh Tuệ nhằm mục đích là vu khống ha, để mà lấy lại cái danh dự cho những tên ma tăng cũng như là của chị Hai đó. Và cả nhà biết rằng thì trong thời gian trước đó có một cái kênh YouTube có tên là Trúc Ngân Vlog đã đưa một cái thông tin gầm gò trên mạng xã hội và đặc biệt được lan truyền rất là nhanh chóng, và cái thông tin này của cái kênh này đó đưa thì có hàng ngàn bình luận và có hàng trăm ngàn người xem. Cái kênh này cũng khá là lớn. Và điều đặc biệt ở đây á, con muốn chia sẻ với cô chú anh chị mình thì cái kênh YouTube này nói rằng, kênh YouTube Trúc Ngân Vlog này nè, nói rằng là muốn gặp sư Minh Tuệ để đảnh lễ đó thì bà con Phật tử phải bỏ qua ga phí là 2 triệu đồng và đưa đến tay của anh Đạo ha, đưa đến tay anh Đạo, và muốn chụp hình với cha mẹ của sư Minh Tuệ thì phải mất chứng phí là 100 ngàn. Sự việc này gây mất lòng tin của Phật tử cũng như là đe dọa danh dự và uy tín của gia đình sư Minh Tuệ cũng như là danh dự của sư Minh Tuệ, và đặc biệt là liên quan trực tiếp đến gia đình cũng như là danh dự của anh Đạo, một người đã đi theo sư Minh Tuệ trong thời gian cũng rất là lâu và được bảo vệ của sư Minh Tuệ. Sư Minh Tuệ anh này cũng bảo vệ cho sư Minh Tuệ cũng thời gian khá là dài. Và ngày hôm nay thì anh Đạo đã chính thức gửi đơn lên cơ quan chức năng để lấy lại danh dự cho mình và cũng như là của sư Minh Tuệ cũng như là lấy lại công bằng cho gia đình sư Minh Tuệ. Cái sự việc này nó cực kỳ nghiêm trọng như con đã có chia sẻ đến cô chú anh chị rồi. Thì ai mà đưa thông tin này lên mà không có kiểm chứng thì chắc chắn một điều là sẽ trực tiếp làm hại đến cái danh dự của người khác và bôi nhọ danh dự người khác, dính vào khoảng 2 điều 331 có thể gọi là cực kỳ nghiêm trọng. Thì ở đây đặc biệt bên gia đình của sư Minh Tuệ đó thì một gia đình có truyền thống cách mạng ha, và sư Minh Tuệ đã tham gia nghĩa vụ quân sự để trả ơn cho đất nước rồi. Và con không biết gì bên truyền thông chị Hai á, thì tìm mọi cách để mà tấn công vào sư Minh Tuệ cũng như gia đình sư Minh Tuệ và cái công ty Thiên Đình Tuệ lập ra để nhằm bảo quản lý cho sư Minh Tuệ cũng như là bảo vệ cho sư Minh Tuệ đó. Thì gia đình sư Minh Tuệ đã có những cái động thái nào hay không, hoặc là chị Hai đã biết rằng là cái công ty Thiên Đình Tuệ lập ra nhằm được bảo vệ cho sư Minh Tuệ, hay là cơ quan chức năng họ đã đồng ý và được sự đồng ý của sư Minh Tuệ, hay là chị Hai cũng như là những cái người mà bưng bô cho chị Hai, những người cổ xí cho chị Hai đó và những cái kênh truyền thông chị Hai á, biết rằng là sư Minh Tuệ á, thì không bao giờ thưa kiện ha, không bao giờ thưa kiện hoặc là đá động với ai cả, cho nên là cứ cố tình vu khống vu oan giá họa cho sư Minh Tuệ cũng như gia đình sư Minh Tuệ. Và thật sự ngày hôm nay thì anh Đạo đã chính thức viết cái lá đơn để mà gửi lên cơ quan chức năng nhằm lấy lại uy tín cho gia đình của anh Đạo cũng như là sự việc của sư Minh Tuệ được sáng tỏ. Thì trong cái lá đơn của anh Đạo á, thì có viết rất là dài, và ban đầu á, thì anh Đạo cũng không định mà thưa kiện, và có quá nhiều người đã lên tiếng về vụ việc này và có rất là nhiều kênh YouTube nói rằng là anh phải thưa kiện để mà anh lấy lại công bằng cho mình, lấy lại cái uy tín và danh dự cho mình cũng như là lấy lại uy tín danh dự của sư Minh Tuệ cũng như là gia đình của sư Minh Tuệ. Cả nhà ơi, cái lỗ hổng hỏng như cái lỗ hổng mà được những cái kênh truyền thông chị Hai moi móc nhiều nhất là về vấn đề của sư Minh Tuệ. Tại vì sao ạ? Tại vì sư Minh Tuệ thì ngài đã buông bỏ tất cả, ngài không màng sự đời, cho nên thì bọn họ cứ tấn công vào thầy, biết rằng là thầy không có bao giờ thưa kiện của họ. Và vấn đề ở đây á, nó liên quan trực tiếp đến gia đình của sư Minh Tuệ, riêng đặc biệt là ba mẹ của sư Minh Tuệ. Một người đã lớn tuổi rồi, hai người đều lớn tuổi cả, nhưng mà nói rằng là vào chụp hình tốn 100 ngàn thì cả nhà thấy có đau xót không ạ? Đau xót cho những cái người lớn tuổi hay không ạ? Như thời ba mẹ hoặc là ông bà của mình thì chúng ta có chịu chấp nhận cho những cái kênh YouTube, những cái kênh truyền thông chị Hai bôi nhọ danh dự gì hay không ạ? Tấn công và bôi nhọ như thế thì ai mà chịu cho được. Và cả nhà ơi, thì trước khi vào một cái lá đơn mà anh Đạo đã viết gửi cho cơ quan chức năng nhằm đòi lại công bằng và nói về cái kênh Trúc Ngân Vlog, thì trước khi vào thông tin, cả nhà mình cho con một like, một lời động viên tinh thần, một sự chia sẻ. Con cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Thì con xin phép đọc được cái viên văn của cái
cái bài cái lá đơn mà anh Đạo đã đưa lên cơ quan chức năng để mà xử lý vụ việc này nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đơn trình báo: tôi tên là Trần Văn Đạo, năm sinh thì con xin phép là sẽ ấy ha. Số điện thoại là 0963 64 7979. Nơi là thường trú là làng Farm, thị trấn Ilaka, Gia Lai. Chỗ ở hiện tại là tổ dân phố 5, thị trấn Ilaka, Gia Lai. Tôi làm đơn này xin trình báo vụ việc như sau. Hiện nay tôi đang phát tâm đồng hành cùng công ty Phát Tâm Thuyên Định Tuệ. Hàng ngày hỗ trợ cho ông Lê Anh Tú, tích ông Thích Minh Tuệ khắc thực và mỗi buổi sáng, và hỗ trợ một số việc cần thiết. Quá trình hỗ trợ tôi luôn chấp hành nghiêm túc đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, quy định của công ty, và các việc làm của tôi là hoàn toàn tự nguyện, không nhận bất cứ một khoản tiền nào từ phía công ty Phát Tâm Thuyên Định Tệ và gia đình của ông Tú và bất kỳ một người nào khác. Thời gian gần đây, chủ tài khoản TikTok có tên là Vlog Trúc Ngân, A cộng Vlog Trúc Ngân, đã tung tin sai sự thật là tôi có nhận 2 triệu Việt Nam đồng người trên một người để bố trí cho người đó gặp ông Tú. Trong đoạn video, chủ tài khoản TikTok này đã có nói thẳng: ra đảnh lễ ông chen lấn đưa anh Đạo 2 triệu đồng chụp ảnh và cùng cha mẹ ông nồi cơm điện thì một tấm là 100.000 đồng. Video này đã được đăng tải 8:30 ngày 14 tháng 11 năm 2024, đã nhận được 173 triệu lượt xem và 1.037 bình luận, trong đó đa phần là bình luận đều ủng hộ chủ tài khoản TikTok có tên trên và xúc phạm nghiêm trọng đối với tôi và gia đình tôi. Không những còn được rất nhiều tài khoản trên TikTok chia sẻ: hiện tôi đang bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về cuộc sống đảo lộn. Tôi cam đoan trong quá trình giúp đỡ công ty Phát Tâm Thuyên Định Tệ và hỗ trợ ông Lê Anh Tú đi khắc thực là hoàn toàn tự nguyện, không lợi dụng để trục lợi bất cứ ai. Vì vậy, đơn này xin gửi đến cơ quan chức năng, rất mong cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ tôi và gia đình xử lý trường hợp trên. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thì đây là một cái nguyên văn và mà của anh Đạo đã viết gửi lên cơ quan chức năng về cái vấn đề là của cái kênh Trúc Ngân Vlog ha. Cả nhà biết rằng thì trong ngày tới đây là ngày 25 tháng 11 thì của Bộ trưởng Bộ Công an cũng như là những cái cơ quan chức năng họ đã thống nhất một điều là sẽ có bộ luật dành riêng cho bên mạng xã hội, đặc biệt là bên những truyền thông. Thì cả nhà biết rằng nếu mà đăng tải những thông tin mà không chính xác và không được kiểm chứng thì liên quan trực tiếp, nói chung là ảnh hưởng rất là nhiều người và có thể gọi là ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người khác, thì đó là đang nghiêm trọng về vấn đề là có thể khởi tố hình sự. Cho nên gần một điều ở đây, cả nhà mình biết rằng là khi mà chia sẻ những cái thông tin thì chúng ta cần nắm bắt cho nó chính thức và cho nó đúng, để mà những cái thông tin chúng ta lan tỏa trên cộng đồng đều được phê duyệt trong vòng 24 tiếng hồ, nếu không sẽ được gỡ xuống và được cơ quan chức năng làm việc. Đó, cái thông tin này cũng cực kỳ là nóng đó cả nhà. Cho nên thì trong cái sự việc mà những cái kênh truyền thông của chị Hai á, tấn công vào Sư Minh Tuệ thì chúng ta không thấy là xa lạ gì nữa. Đó, không còn thấy xa lạ. Và cái điểm mà mấu chốt ở đây của Sư Minh Tuệ là ngài không có thư kiện ai. Và điều đặc biệt là anh Đạo đã đem đến cơ quan chức năng trình báo cái đơn này. Và các bên cả nhà biết rằng thì chị Hai có thể làm bất chấp tất cả vì để mà vu khống, vu oan cho Sư Minh Tuệ. Chị Hai còn chửi bới trên những cái nền tảng bình thường mà, livestream chửi bới bình thường mà. Cho nên chúng ta cũng không thấy xa lạ về vấn đề này. Nhưng mà anh Đạo đã làm một việc có thể gọi là rất là đúng. Khi mà đã viết cái lá đơn này để gửi cơ quan chức năng, có thể gọi là có một cái biện pháp xử lý để mà răn đe
cũng như là đừng có mà xúc phạm cũng như là vu khống người khác như thế này. Và điều đặc biệt là cái sự việc vu khống mà để gặp Sư Minh Tuệ thì con cũng có chia sẻ rồi đó, thì mất 2 triệu đồng tiền phí và chụp hình với ba mẹ Sư Minh Tuệ đó, thì đây là cái vu khống mà không có riêng là anh Đạo mà vu khống cả gia đình Sư Minh Tuệ luôn. Cho nên thì anh Đạo cần làm những việc như thế này để mà lấy lại công bằng cho mình cũng như là gia đình của mình và cái sự uy tín của mình. Và cả nhà ơi, thì cả nhà mình vào kênh của con rất là cảm ơn rất là nhiều và theo dõi rất là nhiều, cũng cần rất là cảm ơn. Và cuối video thì con xin chúc cho cô chú anh chị mình có một buổi trưa của ngày 16 tháng 11 năm 2024 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con xin chào và hẹn gặp lại.